Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập này á là 411. Quỳnh tiếp tục kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh có thật. Nếu mọi người thích tập truyện này, mong mọi người hãy cho Quỳnh một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo. Mọi người có thể gửi chuyện cho Quỳnh qua hai đường liên kết, qua Gmail là nguyenthiyenquynh01a@gmail.com, qua fanpage là yquỳnh23. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Những câu chuyện ngày hôm nay Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng gửi về cho Quỳnh, không có mục đích công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong mọi người hãy nghe nó mang tính khách quan và giải trí. Đôi lời nhắn nhủ, dạo này ở miền Nam á, thì nó hay mưa bất chợt, do đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc di chuyển hoạt động của mọi người, rồi sức khỏe nữa. Đi đâu cũng nhớ mang theo áo mưa và cây dù. Và nhớ uống thêm vitamin, thực phẩm chức năng để bổ sung cho sức khỏe. Và nếu mà uống vitamin hay là thực phẩm chức năng á, thì nhớ uống nhiều nước lọc. Không thôi nó sẽ giống như Quỳnh á, nổi mụn rất là nhiều. Mà nổi mụn không phải là mụn bình thường mà mụn bọc không à. Nếu mà không cẩn thận á, là xấu lắm mà nghe. Không biết thời tiết miền Bắc như thế nào nhưng mà vẫn mong các bạn giữ gìn sức khỏe. Giờ thì chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Mối tình trải qua 13 năm, nhưng mà hơn một nửa trong số đó là âm dương cách biệt. Đây là câu chuyện của một bạn nữ, bạn xin phép giấu tên gửi về cho Quỳnh. Bạn được nghe người trực tiếp trải qua trong câu chuyện á, kể lại cho bạn nghe. Theo vai vế cái người con gái đó, bạn phải gọi bằng dì và tên là Hương. Dì Hương lớn hơn bạn 5 tuổi, nhưng mà cuộc sống của dì rất rất là chông gai và khổ cực. Thì vào năm 2005, lúc đó dì 12 tuổi, ba và mẹ của dì không thể nào chung hòa và sống với nhau được nữa, dẫn đến là ly hôn. Thì ly hôn xảy ra một cái vụ tranh chấp, xem ai sẽ là người được quyền nuôi dì. Cuối cùng ba của dì thắng và đưa dì về ở chung với ông bà nội. Thì ở với ông bà nội cũng được gọi là đầy đủ, chỉ là đầy đủ thôi, đáp ứng những nhu cầu cơ bản giống như là cho đi học, rồi ăn uống. 1 đến 2 năm sau á, ba mẹ của dì ai cũng đi thêm bước nữa cả và có một cái gia đình riêng, tách ra ở riêng luôn. Thế là một mình dì ở với ông bà nội. Lúc này không biết là do gánh nặng nuôi dì hay là sao đó, mà ông bà nội thường xuyên đem dì ra so sánh với những đứa đứa con nít ở trong làng trong xóm, thì miệt thị từ ngoại hình cho đến học thức luôn. Ông bà nội bảo rằng dì là một đứa con gái nhưng mà dì rất là học ngu hơn đứa này đứa kia trong xóm. Dì là đứa con gái mà không biết làm việc nhà, đứa này đứa kia trong xóm làm được việc này việc kia cho ông cho bà cho cha cho mẹ nó. Thì còn nói dì á là xấu rồi chỉ biết đàn đúm rồi tụ tập với đám bạn bè thôi. Thay vì tạo điều kiện cho dì làm việc này việc kia rồi khuyến khích hoặc nhắc nhở nhỏ nhẹ từ từ. Thì không, cứ la la từ ngày này đến ngày kia và với những cái lời rất rất là nặng nề. Tâm lý của một đứa con nít là mới 13 14 tuổi thôi, dì vừa ức vừa tức nên là những lần bị la mắng như vậy á, dì thường bỏ đi ra chỗ khác. Rồi cái lần đó là bị la mà những cái từ ngữ nó rất rất là khó nghe, giống như dì là một cái gánh nặng của ông bà nội vậy đó. Dì quyết định là đợt đó bỏ đi, thì lúc đó chỉ mới 14 tuổi thôi, trong túi khoảng vài chục ngàn do là để dành á, đi chơi chứ gì không có xài tiền nhiều. Thì lúc đó dì quyết định là đi lên Bình Dương với một đứa con nít mới lớn mà là con gái nữa. Làm gì biết cách bắt xe đi thẳng lên Bình Dương, lúc đó chỉ biết là mình lên xe người ta chở mình đi lên Bình Dương thôi, trong túi cũng không có nhiều tiền. Dì cứ đi dọc cái đoạn đường lớn, ai cho đi nhờ xe hoặc là chỉ dì cái cách lên Bình Dương á, là dì đi theo. Mà thường là nếu người ta cho đi miễn phí thì mình đi, không là cứ đi lội bộ tàn 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 tàn. Tối thì ngủ bờ ngủ bụi, dì nói là đi đâu mấy ngày liền luôn. Thì đến được một cái chỗ mà chỗ này gần Bình Dương nha, dì không nhớ rõ cái tên của nó, rất rất là lâu rồi. Thì lúc đó thấy người ta treo một cái bảng là thuê nhân viên, dì mới vô hỏi. Thì người ta thấy gì á, người ta cũng thương tình, người ta nhận vô. Đó là một cái xưởng gỗ, làm ở trong xưởng gỗ này 1 2 tháng đầu thì nó cũng bình thường, nhưng mà sang những cái tháng thứ ba thứ tư á thì bắt đầu bị người ta bắt nạt. Ma cũ nó bắt nạt, không chỉ chèn ép lăng mạ lời nói đâu mà còn có những cái hành động nữa, là tác động vật lý đó. Khi ấy quá sức chịu đựng của dì rồi, dì mới đến gặp ông chủ xin nghỉ việc. Lúc này trình bày cho ổng xong thì ổng cho nghỉ nha, nhưng mà ổng dựa vào cái việc dì chưa đủ tuổi để đi làm, dì còn nhỏ nữa. Ổng nói hơi cái tiền lương bị giảm, mới cầm cái số tiền lương về mà cảm giác nó mắc một mớ, cảm giác bị lười đó. Thì hơn nửa năm làm việc tại đây á, dì để dành được khoảng 5 đến 6 triệu là nhiều dữ lắm rồi đó. Dì này giỏi trong cái việc mà tiết kiệm chi tiêu lắm nha. Thì sau đó dì đem cái số tiền này theo đuổi cái đam mê lớn trong cuộc đời của mình. Đam mê của dì đó là xăm hình nghệ thuật, xăm hình tattoo á.
thì dì hỏi những cái nơi mà người ta nhận học viên, người ta báo cái chi phí đào tạo, học phí á, là 15 đến 20 triệu. Mà trong khi đó dì chỉ có một cái số tiền rất là ít ỏi thôi, chỉ bằng 1 phần 3 hoặc là 1 phần 4 số tiền học phí. Ê, dì nản chí nha. Nhưng mà sau đó suy nghĩ đi suy nghĩ lại á, tiếp tục hỏi thêm một số chỗ nữa, cứ miệt mài hỏi từ chỗ này đến chỗ kia, thì cuối cùng cũng có một cái chỗ mà hình như người ta biết gì từ trước nha. Người ta nhận dì với giá học phí là 5 triệu thôi. Thì cái người nhận dì á, thầy của dì tên là Kha, là nữ. Cái dì Kha đó rất rất là thương dì luôn, thì cho dì ăn ở chỗ nhà dì Kha luôn. Thì dì Kha này dạy cho dì Hương rất là tận tình trong suốt 2 năm, 3 năm. Đến khi mà dì Hương 17 tuổi là dì Hương làm nhân viên cho dì Kha luôn. Tiền này kia là cũng dư dả dữ lắm. Thì cái đợt đó có một cái anh này tên là Phát, là khách quen của dì Kha, đến làm á, làm nhiều lần, cái thấy dì Hương dễ thương quá, xong rồi á là để ý, có bắt đầu là hai người nói chuyện qua lại, thấy cũng hợp nhau á, rồi hai người có tình ý với nhau, trao đổi thông tin và bắt đầu cái mối quan hệ yêu đương. Dì Kha có thể nói là mẹ đỡ đầu, mẹ nuôi cho dì Hương. Lúc biết anh Phát mà thích dì Hương ha, dì Kha dò xét từ trên xuống dưới. Dì Kha là người trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc sống nên là có con mắt nhìn người. Khi mà tổng quan hết, thấy anh Phát cũng được, tốt, có thể cho dì Hương dựa dẫm, nên là cho phép dì Hương và anh Phát yêu nhau. Thì hai người yêu nhau hơn nửa năm, dọn về sống chung với nhau. Khoảng thời gian đầu thì nó rất là êm đềm, nó rất là thơ mộng. Hai người trôi qua cùng nhau những cái ngày bình thường, đi ăn đi chơi. Nhưng mà đến được 2 năm yêu nhau á, dì Hương nè, bà có đam mê lớn với nghề sâm lắm, nên là bà đầu tư tiền bạc, thời gian, công sức cho nghề sâm. Thời gian mà bà ở với anh Phát á, rất là ít luôn. Thì bà đầu tư cái việc nâng cao tay nghề và mở tiệm, nên là đợt đó là tiền bạc cũng hơi bị kẹt. Cái hôm kỷ niệm 3 năm yêu nhau á, hai người cãi vã, mà cãi vã rất là to. Sau cuộc cãi vã đó, dì Hương rất là tức. Anh Phát đột nhiên kiếm chuyện trước, rồi bây giờ nặng lời dì Hương mà không xin lỗi. Dì Hương dọn tất cả đồ đạc qua tiệm sâm ở luôn, một mực muốn chia tay với anh Phát. Có nhiều chuyện trước đó nữa, thì cái cuộc cãi vã này giống như là giọt nước tràn ly gì đó. Thì khi mà dì Hương đi, anh này không níu kéo, không xin lỗi nha, mà còn la mắng rồi chửi thêm nữa. Thế là dì Hương kêu là chia tay. Thì khi mà dì Hương về tới tiệm sâm nha, nói với mọi người là chia tay rồi, nên là đừng có nhắc gì đến anh Phát nữa. 1 đến 2 ngày sau cũng không thấy tâm tích của anh Phát luôn, thì nghĩ là chia tay thiệt rồi đó. Nhưng qua ngày thứ ba, anh Phát điện cho dì Hương và nói là anh muốn xin lỗi, rồi có thể cho anh tiếp tục là người yêu của dì Hương không. Anh rất 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 là hối hận vì đã nặng lời, đã to tiếng với dì Hương. Dì Hương kêu không, một mực muốn chia tay. Thì anh này điện hoài dì Hương không bắt máy á. Tối hôm đó anh quyết định là qua tới tiệm sâm rước dì Hương về luôn. Trước khi anh đi qua dì Hương thì anh cũng có nhắn tin, anh gọi điện thì dì không bắt máy nên bắt buộc phải nhắn tin thôi. Mọi người hình dung là khoảng 8-9 giờ tối đi, anh này bắt đầu đi. Thì hơn nửa tiếng hay là 1 tiếng sau á, tự nhiên anh điện cho dì Hương hoài luôn nha. Dì Hương cứ nghĩ là anh đứng ở trước nhà, dì Hương không có ra, không bắt máy luôn. Nhưng mà anh điện hoài hơn mười mấy cuốc luôn, dì Hương mới bắt máy. Thì cái đầu dây bên kia hỏi dì Hương có phải người thân của cái chủ số điện thoại này không, có người quen gì không. Dì Hương nói là phải. Thì đầu dây bên kia người ta nói là anh này bị tai nạn và anh mất rồi. Dì Hương đến cái địa điểm đó rồi đưa anh về đi. Lúc này là dì Hương như vỡ òa, tức tốc lấy xe chạy đến cái đoạn đường người ta nói. Khi đến là thấy là ảnh máu me tùm lum và đang nằm ở trên đường á. Dì Hương khóc đến ngất tại chỗ luôn. Khi mà tỉnh dậy, dì Hương trở về thực tại á, khóc thì có khóc, đau thì có đau, mà đau ruột xé tim gan luôn á. Nhưng mà bây giờ phải bình tĩnh lại, đưa anh về đến cái nơi cuối cùng là cái quê của anh cho anh nằm xuống. Thì quê của anh và dì Hương là đều ở An Giang. Khi mà về đến quê rồi á, làm đám tang cho anh. Trong suốt 3 ngày đám tang đó, dì Hương túc trực bên quan tài của anh. Thật sự là đau lòng lắm nha, lúc đó mới có thể khóc, khóc vỡ òa, muốn khóc bao nhiêu là khóc đó. Thì khi mà chôn cất anh xong, dì Hương quay về cái nơi cũ, cái chỗ tiệm sâm á, thì dì Hương không có mở tiệm. Suy nghĩ vài ngày sau, dì Hương dẹp tiệm, di chuyển ra một cái nơi khác, không muốn ở một cái nơi mà chứa rất nhiều kỷ niệm giữa dì Hương và anh Phát. Thì đến một cái nơi khác, dì Hương vẫn đầu tư cho cái việc sâm nha, và lao đầu vào công việc giống như là một cái con thiêu thân vậy đó. Không muốn yêu ai, không muốn đi chơi, chỉ biết công việc và công việc thôi. Thì 2 năm sau, cách 2 hôm nữa là đám giỗ của anh Phát. Lúc này dì Hương không có ở Việt Nam nữa. Việt Nam là nơi có anh Phát. Ai nhắc về anh Phát là dì Hương lại khóc. Rồi 1-2 ngày nữa là đến đám giỗ của anh Phát.
không có chịu nổi, cứ khóc hoài, cứ đau lòng hoài. Nhắc cái là bắt đầu những cái hình ảnh mà vui vẻ bên anh Phát nó cứ tua trong đầu thôi. Đau lòng lắm, Dì Hương quyết định đi qua Campuchia. Thì khi qua tới Campuchia 1-2 năm đầu, Dì Hương vừa đi du lịch mà vừa đầu tư cho tay nghề của mình. Thì ở bển khoảng thời gian có mở một cái tiệm sâm, và bây giờ trở thành một cái tiệm sâm lớn ở thành phố Phnom Penh luôn. Rồi 1-2 năm Dì Hương trở về Việt Nam một lần thăm người thân. Có một cái năm Dì Hương về Việt Nam á, nghe mọi người thân trong gia đình thông báo á, ông nội mất rồi, mà mất hơn một năm trước. Do là mọi người không liên lạc được với Dì Hương á, nên là không có báo tin. Trời, Dì Hương khóc quá trời khóc luôn. Sau đó 1-2 ngày lại về Campuchia, thì cách vài năm lại về Việt Nam thăm người thân một lần, bạn bè một lần. Sau đó thì vào năm 2023 thì Dì Hương có gặp lại bạn, mọi người mới ngồi ăn uống trò chuyện. Lúc đó Dì Hương mới tâm sự là thật sự là rất là cực. Trong mười mấy năm trời tự mày mò theo cái nghề sâm này, và từ khi anh Phát mất á, anh Phát không có rời Dì Hương. Thì cứ bình thường đây là Dì Hương ngủ không có thấy, mà miễn Dì Hương bị khó khăn, bị chèn ép, bị mệt mỏi thì Dì Hương ngủ lại thấy anh Phát về. Anh dỗ dành, anh an ủi, anh ôm Dì Hương vào lòng. Dì Hương cảm giác là rất là thật, cảm nhận được cái hơi ấm y chang cái lúc anh còn sống luôn. Thì Dì Hương không muốn yêu ai nữa, cứ vậy thôi. Từ khi anh Phát mất là Dì Hương 20 tuổi, giờ 30 tuổi rồi, 10 năm không thể nào yêu ai. Mỗi lần ngủ là cứ mong anh Phát về thôi. Thì anh Phát còn kiểu chở che cho Dì rất là nhiều, còn nhắc nhở những cái chuyện sắp tới cho Dì phòng tránh nữa. Dì Hương cũng nói rất là hối hận, vì cái năm đó hạ cái tôi của mình xuống một xíu thôi, là cái sự việc nó đã được giải quyết rồi, và anh Phát cũng không có mất mạng. Giờ gặp anh Phát là chỉ có thể gặp trong mơ thôi. Có thể nói nha, bây giờ sự nghiệp của Dì Hương rất là phát triển, chỉ có tình yêu là nó chững lại một chỗ thôi. Nghe xong câu chuyện này thấy buồn ha. Ông bà của mình hồi xưa là dạy đúng, khi mà yêu nhau á, thì mình xảy ra cãi vã, tranh chấp gì đó, mình nên đi ra một cái chỗ nào đó nó thoáng mát, mình đứng, mình bình tĩnh lại. Lúc đó nhìn rõ vấn đề á, thì mình ngồi xuống mình giải quyết với nhau. Rồi khi mà có khuất mắc, có hiểu lầm nhau thì tốt nhất nên nói thẳng, nói thẳng với nhau để giải quyết. Nếu mà dồn lại thì đùng một cái không thể nhìn mặt nhau luôn, về sau rất là hối tiếc. Quỳnh cũng mới giải quyết xong một cái vấn đề, hồi xưa là cũng cãi vã không thể nhìn mặt nhau. Hồi xưa mình có cái quan niệm như vậy á, là không chơi nữa hoặc là không có bên nhau nữa, không yêu nữa là không có nhìn mặt nhau, cắt đứt liên lạc luôn. Nhưng mình thấy như vậy là không có nên. Thật sự đã có khoảng thời gian bên nhau, người ta yêu con người thật của mình cũng thương người ta, thì tốt nhất mình khi mà chia tay, khi mà rời đi, mình vẫn nên để lại một cái giá trị đẹp của người đó trong lòng của mình. Mình vừa cảm giác thoải mái và người đó thì cũng vậy, mà vẫn tốt cho mình hơn. Tiếp đến là câu chuyện của một anh tên là Dũng gửi về cho Quỳnh, kể về những câu chuyện tâm linh ba của anh đó trải qua. Anh Dũng chia sẻ, anh là người gốc Quảng Bình, ba mẹ anh có 10 người con, anh là người con thứ 9, thì ba và mẹ là người có chí cầu tiến. Ba của anh là trưởng trong bộ tộc họ Nguyễn của đại gia đình, rất có tiếng nói nha. Được các cô, các chú, các bác trong gia đình là tôn trọng. Thì khi mà gia đình có vấn đề gì đó, sẽ gặp ba, trao đổi, rồi xong ba cho lời khuyên, đa số là sẽ làm theo cái lời của ba. Và những cái buổi lễ cúng trong đại gia đình á, ba là người trực tiếp đứng ra cúng. Rồi ba của anh là hồi xưa làm trưởng thôn, làm một khoảng thời gian dài sau đó nghỉ và chuyển sang cái nghề khác, làm bảo vệ cho trường cấp 1, cấp 2. Nói cấp 1, cấp 2 nó liên kết vậy thôi, chứ thật sự rất là nhỏ nha. Nó là cái lớp học mà được làm bằng, được xây bằng cây á, bằng gỗ á. Ba bắt đầu làm bảo vệ từ năm 2006-2007 đến 2013. Làm ở ngôi trường này á, thì ba ngủ tại đó luôn để coi trang thiết bị á, và coi trường. Thì xung quanh trường vào những năm 2006-2007 á, cây cối rất là nhiều. Quê của anh thời đó là toàn là cây với cây không à. Xa xa mới có một căn nhà. Thì ba nói là cứ giữa khuya khoảng 10, 11, 12 giờ khuya á, ba sẽ lấy đèn pin để đi coi. Là đi coi là mấy cái phòng đó đó là khóa chưa, rồi trang thiết bị nó là tắt hết chưa, có chậm hay không, ra lại là coi hôm chiều đến giờ mình có sai sót gì không đó. Rồi ba nói là làm ở đây đặc sản ba thấy nhiều nhất nha, ngoài cái việc mà cứ 5-6 giờ chiều là cái trường nó lạnh, lạnh rất là lạnh luôn. Mặc dù là buổi sáng nó có nóng bao nhiêu, ngay cái mùa hè nó nóng bao nhiêu, thì buổi tối nó rất là lạnh. Thì ba còn thấy nhiều nhất á là ma. Nhiều lúc là ma nó biết ba đến, nó ngồi, nó cho ba thấy để dọa ba luôn á. Ba đâu có sợ đâu.
Tin tâm linh thì tin, nhưng mà ba gan dữ lắm. Một hôm ba về nhà ba kể, ba vừa mới gặp ma. Hỏi ra thì ba mới nói, bữa tối hôm đó ba cầm đèn pin đi rà soát tất cả các phòng. Ba đi từ đầu dãy đến cuối dãy, đi ngoài hành lang và vừa đi vừa gọi vô phòng vậy nè. Thì khi ba đi đến gần cái phòng cuối cùng là khoảng 20 bước nữa, ba thấy là ở chỗ cái hành lang trước cái phòng cuối cùng đó đó, nó có người con gái đang ngồi. Mà nhỏ này á, thì nó mặc bộ đồ màu trắng giống như đồ đồng phục học sinh vậy đó. Tóc nó rất là dài, che cái mặt luôn. Nó cứ nghiêng đầu vậy nè mà nó xả tóc. Từ trên đầu nó mà tóc dài mà nó phủ chỗ hành lang trước cái phòng đó luôn á. Thì nó cứ chảy hoài vậy thôi. Xong ba không có sợ, ba đi ra ngoài sân, ba gút một cái cọc. Cái ba cầm cái cọc đó, ba tiến lại cái phòng cuối cùng chỗ người con gái đang ngồi chải tóc á. Ba cầm cái cọc, ba quánh vô một cái trụ, cái cột á, một cái bung một cái, nó phát ra âm thanh. Các ba nhìn lại chỗ cái phòng cuối cùng, ba thấy người con gái đã mất tiêu rồi. Là một chuyện ha. Chuyện thứ hai, trường của ba thì gần đường quốc lộ. Do đó là nhà trường có muốn thực hiện một cái công trình là mướn một cái xe xúc cát xúc đất. Cái xe này nè, nó sẽ xúc cát để ở trước trường, nó làm cho có một cái độ dốc á, để xe ra vào dễ hơn. Rồi xúc cát, rồi xúc đất lên cái mảnh đất kế bên trường nữa. Và chỗ cái mảnh đất đó đó, nó có 2 đến 3 ngôi mộ cổ, ngôi mộ mà đắp đất, không biết chủ là ai. Thì lúc này nhà trường muốn san bằng luôn chứ không muốn hốt cốt lên. Vừa dự định hôm trước thôi, tối hôm đó ba ngủ ba thấy có 2 đến 3 người đến gặp ba và nói với ba rằng: "Bác làm bảo vệ ở đây á mà bác để cho người ta xúc đất đè lên tụi tôi vậy hả?" Thế là sáng hôm sau ba thức dậy, ba gặp hiệu trưởng, ba nói chuyện với hiệu trưởng. Ba chỉ làm bảo vệ thôi, nhưng mà khi mà đưa lời khuyên cho hiệu trưởng á, ba hiệu trưởng vẫn làm theo cái ý của ba nha, là mướn người về bốc mộ những người đó lên, di chuyển ra nghĩa trang chôn đàng hoàng, cúng cho họ một lần rồi mới thực hiện công trình ở vị trí đó. Thì sau khi mà bốc mộ họ lên xong là ba không còn mơ thấy họ nữa. Và đó chỉ là hai câu chuyện tâm linh ngắn mà ba anh gặp phải. Hầu như là ai làm bảo vệ thì ít nhất một lần cũng bị ma trêu ma ghẹo, có những người gặp được quỷ luôn. Thì ở tập tiếp theo Quỳnh sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện mà anh xin bề trên cho ba anh được sống tiếp. Giờ thì cuối cùng mình đã kể hết những câu chuyện tâm linh trong ngày hôm nay rồi. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha. Trong tuần này thì mình hơi bị kín lịch học và lịch có như thêm nhiều cái việc khác, nên là chuyện nó hơi ngắn xíu. Ở tuần sau Quỳnh sẽ được nghỉ thì Quỳnh sẽ kể thêm cho mọi người nhiều câu chuyện tâm linh nữa. Mong mọi người chờ đợi nha. Thì nếu mọi người nghe buổi sáng thì chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mọi người nghe buổi tối thì chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, tròn giấc. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau nha.